Cô Hậu xin chào tất cả các em. Clip này cô Hậu sẽ hướng dẫn cấu tạo của các chất thuộc carbohydrate ha. Đầu tiên đó là glucose. Glucose thì về công thức phân tử là C6H12O6. Rồi về cái cấu tạo mạch hở thì cô cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, nhưng mà ở đây mình sẽ ghi đúng chính xác ha. Thì tại C số 1 là có một cái gốc aldehyde nè. Và tiếp theo là C số 2, C số 3, C số 4, C số 5 và C số 6. C số 6 là mình có là nhóm CH2OH. Và cái cách học của cô sẽ làm từ dưới lên là có 3 nhóm OH liên tục ha. 1 nè, 2 nè, 3. Rồi sau đó mình điền OH rồi, bên tay phải thì H bên tay trái, H bên tay trái. Xong bây giờ ngược lại nè, H bên tay phải thì OH bên tay trái. Và cuối cùng OH bên tay phải thì H bên tay trái. Thì đây là cấu tạo dạng mạch hở của glucose. Rồi bây giờ về mạch vòng thì chúng ta sẽ quan sát là tại C số 1 và C số 5 thì sẽ đóng vòng lại với nhau 3, 4, 5 và tại C số 5 nha. Như vậy thì giờ mình sẽ định hướng như sau là 1 nè. Cô chấm vòng 6 cạnh. Rồi tại C số 1. Cô xích cái này ra một tí. Rồi, tại C số 1 là có một gốc aldehyde đúng không? Cô viết đây C ha. Rồi có một nhóm aldehyde nè. Rồi tại C số 5 là đây. Có một nhóm OH. Rồi C số 1, C số 2, C số 3, C số 4, C số 5 và C số 6 ở trên đây. Rồi bây giờ sẽ khép vòng như sau. Thì ở đây nhóm OH thì chúng ta thấy oxy sẽ tích điện âm và hydro tích điện dương. Ở nhóm ketone thì oxy tích điện âm và carbon là tích điện dương. Như vậy thì con H này sẽ dính vào đây ha, đứt liên kết này ra và cái oxy và carbon sẽ nối lại và cái liên kết này trở thành liên kết đơn và con H này xuống đây thành nhóm OH. Đó thì khép vòng lại được. Đó thì đó là về cái cấu tạo của glucose. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ lại cho nó gọn gàng hơn ha. Vòng 6 cạnh. Cô vẽ dưới đây ha. Oxy nè. CH2OH. Còn H ở dưới đây. Thôi mình cho nó ngược lại nha các em. H ở trên, OH ở dưới. OH ở trên, H ở dưới. H ở trên, OH ở dưới. Rồi bây giờ các em quan sát cho cô là cái C số 1 này, cái nhóm OH mà ở phía dưới. Đây. Ở phía dưới. Cô viết bằng bút màu đỏ ha. Là vị trí alpha. Con H ở phía trên. Đó, thì đây là cái vòng ở vị trí là alpha. Thì cô nhớ bằng cách là mình thấy chữ alpha là cái hướng nó đi xuống như thế này đúng không? Thì cái nhóm OH sẽ là ở phía dưới. Đó, cô nhớ bằng cách như vậy. Rồi, cô sẽ xóa cái ở phía trên đi. Rồi cô di chuyển cái công thức chính xác này lên. Đây là cái mạch thở. Rồi, vậy là chất đầu tiên sẽ là vị trí là chất alpha glucose. Rồi, beta glucose thì cô viết lại tương tự ha. Cô vẽ nó không được đều lắm. Beta vẽ màu xanh đi. Chỉ khác cái vị trí nhóm OH thôi các em. Còn lại là giống như cũ ha. CH2OH. H. Nó xen kẽ nhau. Giờ nhóm OH mà nó đưa lên phía trên. Con H ở phía dưới. Thì đây là vị trí beta. Beta thì các em nhớ bằng cách là em thấy chữ B nè. Đó là nó đi lên nè đúng không? Thì nhóm OH ở phía trên. Rồi, đây là beta glucose. Như vậy là cái nhóm OH mà cô ghi màu đỏ như thế này gọi là nhóm OH hemi acetan của đính vào carbon số 1 ha. Và nó có thể mở vòng ở cái chỗ C số 1 này. Đó là cấu tạo mạch vòng của glucose. Bây giờ chúng ta qua fructose. Fructose thì về mặt thở thì thay vì có góp aldehyde thì là nhóm cetone tại C số 2. Rồi, đầu C số 1 là nhóm CH2OH nè. C số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 CH2OH. Rồi nhóm ketone ở đây. 2 3 4 5. Và cô vẫn nhớ là ba nhóm OH chỗ này nè các em, ba nhóm OH liền tù tì nha, mình nhớ bằng cách vậy. Rồi sau đó mình đổi chỗ nè, bên đây là H, bên đây là H, H, HO. Rồi bây giờ thì hết vòng lại là tại C số 2 và C số 5. Như vậy là các em quan sát là nó sẽ cái nhóm CH2OH này và ở đây có một nhóm CH2OH, và khi hết vòng như vậy thì nó chỉ tạo ra vòng 5 cạnh thôi. 5 cạnh cho nên là cô sẽ chấm 5 cái đã. Rồi. C số 5. Là đây ha. Rồi nhóm OH này. Đó. Rồi ở đây là CH2OH. Rồi bây giờ tại C này là C số 2 nè. C số 2 thì là cũng có một cái nhánh CH2OH ở đây. Rồi đây là nhóm ketone đúng không? Đó. Rồi. Đây một C, ở đây một C. Nối nó lại. Rồi ở đây cũng tương tự nha các em. Thì ở đây là H cộng nè, O trừ nè. O cộng nè, carbon, O là O trừ, carbon là dương nè. Rồi cũng tương tự là con H này xuống dưới đây, đúng không? Rồi đứt cái này ra. Đó, là nguyên cái này là thành nhóm OH nè. Đó, rồi O với lại C là mình nối lại với nhau. Đó. Như vậy, cô viết lại cái mạch 5 ha. O nè. Vòng 5 cạnh. Cho nó sát vô một tí. Em để ý cô viết xong rồi em phải viết lại, vẽ lại cho nó đúng. Đó. Rồi đây là một nhóm CH2OH. Đây là một nhóm CH2OH. Mà bây giờ đầu tiên là cô sẽ cho OH xuống dưới đi. Rồi ngay chỗ C số 5 là H ở dưới nè. Đổi chỗ nè. H. O, H nè. Rồi đây là H. Đó. Rồi bây giờ cô sẽ xóa cái chất ở trên đây. Đẩy cái này lên. Và cái chất này là cô để cái nhóm OH ở phía dưới ha. Đó. là vị trí alpha. Vậy thì OH ở phía dưới luôn luôn là vị trí alpha. Alpha thì cô đưa lên đây. Rồi xong. Bây giờ cô vẽ một cái tương tự như vậy mà đưa OH lên phía trên ha. Rồi bây giờ cô đổi chỗ nha các em. Rồi cô đưa cái nhóm CH2 này xuống nè. Rồi đưa nhóm OH lên phía trên. Thì hai cái nhóm OH này á, người ta nói là nhóm OH hemiacetal, là do nó xuất phát từ cái nhóm ketone ha. Rồi như vậy cô ghi tên vô, cái này là vị trí alpha fructose. Còn đây là beta fructose. Như vậy là cô đã giới thiệu xong cái phần mạch vòng của glucose và fructose. Rồi bây giờ đến Sacca. Thì Sacca theo cái cấu tạo đó thì nó được tạo từ hai gốc alpha glucose và beta fructose. Thì các em quan sát thấy ha, thì đây cái nhóm OH đáng lẽ là bình thường là nó ở dưới đây đó, là vị trí alpha glucose. Rồi tại C số 2 ha, cái OH nằm phía dưới C số 2 đây đây đó. Cái này là khi mà mình quay ngược lại nha các em, đây là C số 2. Rồi đó, đây số 2 chỗ này là quay 180 độ. Rồi cái chất này thành cái chất này. Thì cái liên kết alpha 1,2 glucoside là được tạo thành bởi cái chữ alpha này là do cái xuất phát là cái nhóm OH ở đây là alpha ha. Nhóm OH này là alpha glucose. Và có chữ 1,2 là do cái chỗ đây là C số 1 với lại là C số 2. Đó, thì đây là cấu tạo mạch vòng của Saccharose. Và Saccharose là chỉ có cấu tạo mạch vòng ha. Chỉ có vòng. Và nó không có khả năng mở ra nha các em. Cho nên nó không có tính chất là không có tính khử, không có tráng bạc được. Còn mannose thì manto sẽ được tạo từ hai gốc alpha glucose. Thì ở đây thì em thấy là tại C số đây, đây là alpha glucose nè, đúng không? Rồi đáng lẽ là ở đây nó có thêm một cái nhóm OH nữa đó, là đây alpha glu, mà đây cũng là alpha glucose, nhưng mà nó lại kết nối bởi cái liên kết chỗ C số 1 và C số 4, và chính vì vậy nó mới là liên kết 1,4 nha. Và mannose thì có thể mở vòng ra được chỗ này. Đó, thì nó mở vòng ra. Và nó có gốc aldehyde cho nên nó vẫn tham gia trắng bạc bình thường. Tinh bột. Tinh bột là một dạng polymer và có hai dạng mạch. Một là amylose. Thì các gốc liên kết với nhau bằng liên kết 1,4 glucoside. Và mạch là mạch không phân nhánh và có nhiều trong gạo tẻ. Còn tinh bột mà mạch phân nhánh tên gọi là amylopectin, và nó vẫn có các cái liên kết alpha 1,4 glucoside giữa các mắt xích, và có thêm liên kết 1,6 ngay chỗ cái mạch nhánh. Thì ở đây các em thấy rất là rõ đây. 1,4 glycoside, đúng không? 1,4 4 glycoside giữa các mắt xích, còn giữa các nhánh là 1, 6. Đó. Tiếp theo là cellulose, là một polymer và nó được tạo thành từ các gốc beta glucose và bằng liên kết beta 14 glucoside, đây 1, 4, và là beta cho nên là và liên kết tại vị trí C số 1 và C số 4, cho nên em thấy là cái mạch nó xiên đi lên ha. Còn tinh bột là nó đi hàng ngang nè, nó đi hàng ngang, đây thấy đi hàng ngang chưa. Còn cellulose thì thường thường nó đi lên tại vì theo hướng là 14 nhé. Các em để ý. Và cái này là beta glucose, cho nên là các em để ý là beta là cái nhóm OH nó ở phía trên đây nè. Ở đây cũng vậy, cái OH ở phía trên đó, rồi cái OH ở phía trên đó, cho nên là nó sẽ đi theo liên kết theo hướng lên phía trên. Thì clip này cô đã hướng dẫn xong cho các em các cái dạng mạch của các chất trong carbohydrate. Hy vọng là các em sẽ coi lại thật là kỹ và hiểu được các cái liên kết. Và cái phần này thì các em cần phải luyện tập nha, phải thực hành vẽ thì mới nhớ được nha. Cô Hậu chúc các em học thật là tốt và nhớ share link cho các bạn cùng học. Cô Hậu xin chào tất cả các em.